Hello các bạn, bữa nay đọc bài thôi nha. Mới kiếm được bài này cũng hay lắm nè. Tóm lược cộng sản bán nước. Cái này kiếm được ở online luôn nha. Việt cộng bán nước để giữ đảng. Cộng sản từng bước đã đem từng phần của tổ quốc dâng nạp cho Tàu. Năm 1950, Hồ Chí Minh dâng ải Nam Quan cho Tàu. Ải Nam Quan được thiết lập năm Gia Tỉnh thời Minh, được xây giữa hai vách đá của khe núi đã bị phá hủy bởi chiến tranh và cũng đã được Pháp và Tàu góp tiền xây dựng lại ngay nền cũ trong khe núi. Đến năm 1950, năm 1951, trận chiến Cao Bắc Lạng Sải xảy ra, ải cũ bị sập. Hồ Chí Minh theo lệnh Mao cho lùi cửa ải, lùi vào Việt Nam 5 km. Trung Cộng chiếm đóng làm căn cứ huấn luyện cho sư đoàn 304 và 320 của Việt Cộng. Cột mốc xây số, cây số zero vốn trong khe núi đã bị Hồ Chí Minh thỏa thuận với Mao lùi vào đất Việt 5 km, nằm giữa cánh đồng, sau đó làm đường xe dời lên thêm 400 m về phía Việt Nam, bây giờ còn lùi thêm. Năm 1958, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng dâng nạp biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đảng đã bán cho Tàu bằng công hàm Phạm Văn Đồng vào thời điểm năm 1958. Ông Chu Ân Lai tuyên bố hải phận của Trung Quốc là 12 hải lý kể từ đất liền của Trung Quốc và các đảo ngoài khơi, bao gồm cả quần đảo Tây Sa tức là Hoàng Sa và Nam Sa tức là Trường Sa. Sau đó, ông Phạm Văn Đồng ra công hàm thừa nhận hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Để cụ thể hóa nội dung công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm những việc sau đây. Chẳng hạn như tập bản đồ thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ Phủ Thủ tướng Việt Nam phát hành năm 1972 đã dùng từ Tây Sa, Nam Sa thay vì Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra, còn có cách sách giáo khoa địa lý lớp 9 của nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 1974. Theo tài liệu này, học sinh lớp 9 ở miền Bắc đã được học rằng vòng cung đảo từ các đảo Nam Sa, Tây Sa đến các đảo Đài Nam, Đài Loan, Vân Đảo, Hoàng Hồ, Châu Sơn làm thành một bức tường thành bảo vệ Trung Quốc. Việt Nam đồng thời giao bản hảo với cả Liên Xô và Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam thờ hai chủ, giết 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 giữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thế mau xong, cho đảng bền lâu rợp bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Với hậu thuẫn của cả Nga và Tàu, Việt Cộng phát động cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam. Lê Duẩn tuyên bố, ta đánh là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc. Năm 1968, quan hệ Việt Trung bắt đầu rạn nứt. Năm 1968, trong bối cảnh mối quan hệ hai nước Liên Xô và Trung Quốc xuất hiện nhiều xung đột căng thẳng. Năm 1969, Liên Xô đánh nhau với Trung Quốc trên đảo Tamanskai và người Trung Hoa gọi là Chen Pao, Trân Bảo. Năm 1969, Liên Xô lúc ấy là chỗ dựa cho Cộng sản Việt Nam. Lê Duẩn ngã theo Liên Xô, theo kế hoạch lập Liên bang Đông Dương Việt Miên Lào để giúp Liên Xô bao quanh phía Nam Trung Quốc. Trung Quốc đối lại đứng sau viện trợ cho Khmer Đỏ về vũ khí, khí tài cũng như cố vấn quân sự tháng 5 năm 1975. Khmer Đỏ cho quân đánh chiếm các đảo Phú Quốc và Thổ Chu, thọc sâu vào lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hàng nghìn dân thường. Sau đó, Việt Nam từ chối tham gia Liên minh quốc Liên Xô của Trung Quốc. Bắc Kinh đã xem đó như mối đe dọa. Ngày 3 tháng 11 năm 1978, Việt Xô ký hiệp ước hữu nghị 25 năm, chính thức xác nhận Việt Nam đứng về phía Liên Xô. Gần 2 tháng sau, quân đội Việt Nam tổng quản công trên biên giới Tây Nam đánh sang Campuchia lật đổ chính quyền Khmer Đỏ. Trung Quốc quyết định dừng viện trợ cho Việt Nam. Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình khi ấy đã tuyên bố phải dạy cho Việt Nam một bài học. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc bất ngờ đưa quân tràn qua biên giới. Cuộc chiến biên giới lần thứ nhất năm 1979,
Đây là cuộc chiến mà cả thế giới đều biết. Nguyên nhân xảy ra cuộc chiến này, theo sự phân tích của các chuyên gia về Trung Cộng và Việt Nam, là vì Trung Cộng muốn phá vỡ vòng vây của Liên Xô đang muốn bao vây Trung Cộng ở phía Nam. Sự kiện Cộng sản Việt Nam đánh chiếm Campuchia, tiêu diệt phe Khmer Đỏ do Trung Cộng ủng hộ, là hành động Trung Cộng cho rằng Cộng sản Việt Nam đã theo hẳn Liên Xô và thực hiện các mục tiêu chiến lược bành trướng, ảnh hưởng của Liên Xô khắp Đông Dương. Hành động này không thể chấp nhận được đối với Trung Quốc, khi đứa con ghẻ Cộng sản Việt Nam mà họ đã phải cứu mạng, giúp đỡ viện trợ trong cuộc chiến tranh cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, nay lại phản bội họ và đi hẳn vào quỹ đạo của Liên Xô. Trong buổi họp của Bộ Chính trị Trung Cộng tại Trung Nam Hải, tướng Vi Quốc Thanh, tác giả của trận Điện Biên Phủ, đã tuyên bố Trung Quốc sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. Cuộc chiến biên giới kéo dài 10 năm, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Lão Sơn năm 1984, Lão Sơn bị mất. Trận chiến Lão Sơn là một chiến thắng của phía Tàu Cộng, có thể kể công đầu là chiến thắng của mạng lưới tình báo Hoa Nam. Về phía Việt Nam, trận chiến này đã khiến cho uy tín một số tướng lãnh quân đội với nhiều công trạng trong cuộc chiến Việt Nam bị suy sụp, thất sủng. Nhiều tướng lãnh kinh nghiệm dày dặn chiến trường bị thay thế bởi thế hệ tướng lĩnh trẻ chưa có kinh nghiệm hợp tác, tác chiến trên những mặt trận lớn. Giới quân đội của Việt Nam dần dần bị xem nhẹ, đồng thời thế lực thân Tàu Cộng trong giới chính trị gia Việt Nam có cơ hội quật khởi trở lại. Vào năm 1984, Cộng sản Việt Nam ở trong tình trạng tứ bề thọ địch. Quân đội Cộng sản Việt Nam phải đối phó với cuộc chiến tại Campuchia. Trên trường quốc tế, Cộng sản Việt Nam bị thế giới cấm vận. Thứ hai, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đang ở trong tình trạng phá sản. Cả nước phải ăn bo bo và nạn chết đói đã xảy ra tại miền Bắc. Với tất cả những khó khăn như thế, Cộng sản Việt Nam không dám loan tin về cuộc chiến biên giới lần thứ hai xảy ra tại tỉnh Hà Tiên. Đến khi thua trận núi Lão Sơn bị chiếm đóng, Cộng sản Việt Nam im luôn, rồi âm thầm ký hiệp định biên giới nhìn nhận chủ quyền của Trung Cộng trên ngọn núi này. Tháng 3 năm 1988, Thủ tướng Phạm Hùng của Việt Nam đột tử bị chết một cách mờ ám tại thành phố Hồ Chí Minh. Có ý kiến nghi vấn có bàn tay của lực lượng tình báo Hoa Nam, chính sách của lãnh đạo Việt Nam đã bắt đầu thay đổi. Đồng thời vào năm đó, quân đội Liên Xô cũng đại bại phải rút lui khỏi chiến trường Afghanistan. Mối quan hệ đồng minh của Việt Nam và Liên Xô bởi phái thân Liên Xô là Lê Duẩn ngày càng suy giảm, khiến cho chính phủ Việt Nam chuyển đổi chính sách sang cải thiện quan hệ với Tàu Cộng. Sau 10 năm xảy ra giao tranh, vào ngày Tết âm lịch năm 1989, Việt Nam và Tàu Cộng đột ngột mở cửa lại giao dịch ở vùng biên giới. Quan hệ Việt-Trung cấp tốc hồi phục. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ. Cộng sản Việt Nam đành nhục nhã sang Chengdu là thành đô, xin hàng phục Trung Quốc như xưa và chấp nhận mọi điều kiện do Beijing đưa ra để tái lập quan hệ bình thường giữa hai quốc gia cộng sản láng giềng. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã kết luận về hội nghị thành đô, một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu. Tờ Thời báo Hoàn Cầu và Tân Hoa Xã vừa cùng nhau công bố những chi tiết và hai cơ quan này gọi là sự thật về kỷ yếu hội nghị trong những ngày vừa qua với những câu chữ như sau. Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vốn lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước, do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận là một khu tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây. Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận lời đề nghị nói trên. Và cho Việt Nam thời gian 30 năm, năm 1990 đến 2020, để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc. Từ đây,
Việt Nam luôn luôn nhắc đến những khẩu hiệu 4 tốt và 16 chữ vàng như Kinh Nhật Tụng. Từ năm 1991 về sau, Trung Quốc xem Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như một quốc gia thuộc bộ. Cuộc chiến biên giới kéo dài 10 năm, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, nhưng từ đây đảng có chỉ thị phải cho trận chiến này vào bóng tối. Không một trang sử, không một lời nhắc nhở. Ba mươi mấy năm rồi, mấy thế hệ đã không được học về những năm tháng giặc tàu đã tắc quái trên Bắc biên giới. Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, bảo vệ tổ quốc. Đó là chân lý của lịch sử, và không ai có thể nói khác. Nhưng trang sử chống ngoại xâm này chưa được đưa vào trong chương trình giáo khoa lịch sử của Việt Nam. Đảng cho đục bỏ những hàng chữ về quân xâm lược Trung Cộng trên bia mộ liệt sĩ Việt Nam. Tên Phạm Quang Nghị, bí thư thành ủy Hà Nội ra sức nịnh tàu, ra sức ca ngợi tướng tàu. Hứa Thế Hữu là tướng tài, có tâm có lòng quảng đại, đăng báo Hà Nội mới vào ngày 19 tháng 9 năm 2008 được trích. Hứa Thế Hữu là tướng Trung Quốc, được Đặng Tiểu Bình tin cậy giao cho trách nhiệm tấn công 6 tỉnh biên giới Việt Nam vào năm 1979 cùng với tướng Dương Đắc Chi. Là người am hiểu địa hình quân đội Việt Nam, Hứa Thế Hữu và tướng chính chủ lực cầm quân. Quân đội của Hứa Thế Hữu đã tàn sát đàn bà, trẻ con, dân tộc Việt Nam suốt 6 tỉnh biên giới, phá tan hàng làng mạc, giết hại nhiều chiến sĩ đồng bào ta. Cái này là người buôn gió trích ra. Việt Nam thua trận Lão Sơn năm 1984, Lão Sơn bị mất. Theo Đại tá Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Hà Giang Hoàng Đình Xuất, từ khi chiếm được điểm cao 1509, Trung Quốc cho xây dựng trên đỉnh một pháo đài quân sự. Ở phía bên kia, Trung Quốc xây được đường xe hơi lên tận đỉnh, trong khi bên mình, tức là bên Việt Nam, dốc hiểm trở. Theo nguyên tắc mà hai bên thống nhất, đường biên giới đi qua đỉnh các đôi pháo đài mà Trung Quốc xây dựng trên điểm cao này. Nhưng khi hoạch định biên giới, phía Trung Quốc cho rằng đây là một khu vực có ý nghĩa thiêng liêng, nên họ xin được giữ lại toàn bộ pháo đài để làm du lịch. Đau xót là các nhà lãnh đạo của chúng ta đã đồng ý. Phần Việt Nam nhượng Trung Quốc ở đây tuy nhỏ chỉ có 0,77 ha, nhưng 1509 là một vị trí chiến lược. Từ trên pháo đài ấy có thể nhìn thấy từng chiếc ô tô ở thị xã Hà Giang. Lê Công Phụng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam trả lời phóng viên VASC Orient, tức là mạng thông tin trực tuyến, đổi tên thành Vietnamnet sau này, đã xác nhận Mục Nam Quang nay thuộc về Tàu Cộng, ải Nam Quang Việt Nam sau khi ký biên giới tháng 12 năm 1999 là Mục Nam Quang từ cây số Zero. Đây là sau chiến tranh 10 năm. Tại sao lần này người Tàu chiếm đoạt lãnh thổ Việt Nam mà không nghe một tiếng súng nổ? Mất nước còn hơn mất đảng. Nguyễn Văn Linh, tức là Mười Cúc, lên nắm chức tổng bí thư, tức khắc nói lại ban giao với Trung Quốc bằng một câu nói để đời trong lịch sử. Tôi cũng biết rằng dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất đảng. Hiệp nghị Thành Đô, chương trình sáp nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc qua chiến thuật. Hòa bình, hữu nghị, chậm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến. Với thời gian 60 năm, phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm. Giai đoạn 1, ngày 15 tháng 7, 2020, quốc gia tự trị. Giai đoạn 2, ngày 5 tháng 7, 2040, quốc gia thuộc trị. Giai đoạn 3, ngày 5 tháng 7, 2060, tỉnh lỵ Âu Lạc. Tỉnh trưởng vẫn là người Việt đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng đốc Quảng Châu. Thời gian này tiếng Việt là ngôn ngữ phụ, tiếng Tàu là ngôn ngữ chính. Ngày 30 tháng 12 năm 1999, Lê Khả Phiêu bị Trung Quốc gài Mỹ Nhân Kế lấy cô Trương Mỹ Vân, Trang Mai Quang. Lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988 và sanh được một bé gái, Lê Khả Phiêu không đem con về vì sợ tai tiếng, đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn thư đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999.
đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ này nếu Lê Khả Phiêu không hợp tác và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 30 tháng 12 năm 1999. Tuy không bình luận trực tiếp trường hợp điểm cao 1509, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm giải thích: "Tôi nghĩ các anh ấy cũng biết, ám chỉ Đỗ Mười, Khải và Phiêu nhượng một tấc đất là có tội, nhưng với một nước lớn như Trung Quốc thì tranh chấp phải được giải quyết để có được một biên giới hòa bình. Trước đó không ngày nào là không có khiêu khích." Qua đây cho thấy rõ ràng Cầm thừa nhận Khải, Phiêu đã nhượng bán đất cho Trung Cộng. Thứ năm, việc bán nước của Phiêu còn được thể hiện qua thông qua một số chứng nhân là quan chức Cộng sản hé lộ. Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Cộng sản cũng thừa nhận, nếu để ông Phiêu tiếp tục giữ chức thì sẽ dẫn đến tiền tệ Tổng Bí thư vi phạm nguyên tắc cả đối nội và đối ngoại. Về đối ngoại, ông An nói, ông Lê Khả Phiêu gặp gian trạch dân, không theo con đường chính thống bằng quan hệ đảng, nhà nước mà theo con đường tình báo. Theo Nguyễn Đình Hương, Lê Khả Phiêu thành viên ban chuyên án E10. Tháp tùng chuyến đi ấy của Lê Khả Phiêu gồm có Trần Đình Hoang, Nguyễn Mạnh Cầm và Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 Nguyễn Chí Vịnh. Vịnh bố trí một cuộc gặp gỡ giữa ông Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân. Khi gặp, cả ông Nguyễn Mạnh Cầm và ông Trần Đình Hoang cùng đi, nhưng phía Trung Quốc ngăn ông Cầm và ông Hoang, chỉ cho Vịnh vào. Theo báo cáo của Vịnh thì hội đàm cũng không có thỏa thuận riêng gì, nhưng có nhiều người đặt vấn đề trong đó. Có Trần Đình Hoang. Theo Lê Khả Phiêu thì đây là một cuộc gặp theo đề xuất của Giang Trạch Dân. Tuy nhiên, theo Nguyễn Mạnh Cầm, trong khi ông ta bị chặn lại thì phía Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đường Gia Truyền vẫn vào ngồi cùng Giang Trạch Dân. Lê Khả Phiêu giải thích, tôi gặp Giang Trạch Dân hai lần, lần thứ hai, hai bên thống nhất là nên có gặp riêng để bàn về biên giới và Biển Đông. Trước cuộc gặp, tôi có xin ý kiến Bộ Chính trị, nhưng nhiều anh quên, tôi và Giang Trạch Dân chỉ thỏa thuận trong vấn đề Biển Đông. Cái gì chỉ liên quan đến hai nước thì đàm phán song phương. Cái gì còn liên quan đến quốc gia khác thì đàm phán đa phương. Cho đến bây giờ, thỏa thuận này vẫn được thực hiện. Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 30 tháng 12 năm 1999. Tuy hiệp định được ký từ năm 2000, nhưng mãi đến năm 2004 thì chính phủ Việt Nam mới công bố những tọa độ chính xác. Năm 1999 đến năm 2000, hai hiệp ước ký lén lút nhượng đất biển của Tổ quốc cho Trung Cộng, vùng biên giới và hầu như toàn bộ Biển Đông với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đến ngày hôm nay, vẫn chưa có hiệp ước hoặc bản đồ nào được công bố, dẫn tới tình trạng hiện tại mất hầu như toàn bộ Biển Đông và một phần khu biên giới phía Bắc. Đại đa số dân chúng sống nghèo khổ, mặc dù đã 35 năm hòa bình thống nhất. Ngư phủ Việt Nam bị Trung Cộng khủng bố trắng trợn, đàn áp thẳng tay, thậm chí sát hại trong khu vực đánh cá. Truyền thống tổ tiên trước sự im lặng dửng dưng của nhà cầm quyền. Năm 2009, Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ 60% khu vực thềm lục địa mở rộng tại vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 7 tháng 5, 2009, nhà cầm quyền Hà Nội đệ nạp ủy ban định ranh thềm lục địa Liên Hiệp Quốc, bản phúc trình kèm theo họa đồ và tọa độ ấn định giới tuyến thềm lục địa địa chất hay thềm lục địa mở rộng của Việt Nam, Extended Continental Shelf. Trong phúc trình này, bỗng nhiên vô cớ, Đảng Cộng sản Việt Nam tự ý thu hẹp phần thềm lục địa mở rộng chỉ còn 4 vĩ tuyến, từ Quảng Ngãi tại vĩ tuyến 15 xuống Bình Thuận tại vĩ tuyến 11. Và như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ 7 vĩ tuyến thềm lục địa mở rộng cả về phía Bắc và phía Nam. Tới thời điểm cận kề, thời hạn giao nước cho Tàu theo thỏa ước Thành Đô là năm 2020. Hán nô phản quốc Trọng Lú đã hãnh diện gương cao, lá cờ 6 sao, xác định việc dân nạp nước Việt Nam cho Tàu là ngôi sao thứ 6, thêm vào 5 ngôi sao của lá cờ Tàu, nghĩa là Việt Nam thành một tỉnh mới của Tàu mà Trọng Lú làm thái thú.
lưu ý về lá cờ nô lệ xá xao. 19 giờ ngày 13 tháng 10 2011, cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao. 19 giờ ngày 14 tháng 10 2011, cờ Trung Quốc có 6 sao do Hán Nô Trọng Lú thêm vào xác định bán nước cho Việt Tàu, bán nước Việt cho Tàu. Thì đó là bài viết mình kiếm được ở online cộng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đây. Hello các bạn. Hello Maria. Thì ở trên online có nhiều cái bài viết nói về tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước lắm. Các bạn có rảnh thì lên tìm hiểu thêm ha. Nguyễn Lan nói là mong nhiều người thông não ra nhưng mà thấy khó quá. Đọc nhiều bài lắm mà thấy khó quá à, khó thông não được nhiều người quá. Bữa nay bên Việt Nam có nghĩa là bây giờ là sáng Chủ nhật phải không? À, trưa Chủ nhật rồi. Bên đây thì cũng đã tối rồi, chắc là phải đi ngủ. Chúc mọi người có một ngày thật là tốt đẹp nha. Có cái gì mình kiếm thêm nhiều bài thì có cái bài nào mà tố cáo được Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước đó, thì mình sẽ đọc thêm cho các bạn nghe. Hello Thảo Hoàng, thank you. Cảm ơn mấy bạn.